thành với những người bạn của mình. Và bên cạnh đó, quan trọng nhất là Phương cũng đã sau những phần thi thì cũng đã đạt được một số tiền, mà Phương hy vọng rằng số tiền này sẽ tiếp thêm cho lửa cho những bếp ăn của cô và chị Phương, sẽ đỏ lửa và các bạn gặp khó khăn mà được cô giúp đỡ sẽ vững bước hơn, ấm lòng hơn. Và quý vị và các bạn cũng có thể trở thành người chơi tiếp theo và hãy đăng ký vào được tại tăng lượng của trại có tốt quyền hại ngân hàng hãy tự băng tập đoàn năm mai ăn gian có chỉ là tìm hiểu làm đầu tư phát triển thế mới bằng nhất của công ty cổ phần tập đoàn Quan Sen, công ty cổ phần xi măng Công Thăng, công ty cổ phần Hà Nội Trần Liên Quan. Tôi xin tâm trọng tuyên bố khai mạc vòng chung kết giải World Cup quốc tế cấp phó thanh niên lần thứ 8 năm 2021. Xin cảm ơn. Để ghi nhận sự đồng hành và hỗ trợ của các nhà tài trợ cho giải đá bóng quốc tế, ban tổ chức đã xin được chương cho các đơn vị. Chúng tôi xin mời ông Nguyễn Hồ, giám đốc truyền thông công ty cổ phần Ô tô Trường Hải, ông Nguyễn Quang Tiến, phó giám đốc kiêm giám đốc truyền thông ngân hàng thương mại cổ phần xuất khẩu Việt Nam Exim, ông Quỳnh Phúc Hưng, giám đốc kinh doanh khu vực một tập đoàn Ba Sen, ông Lê Thanh Tuấn, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Sao Mai, ông Nguyễn Lương Hiệu, giám đốc tiền thân công ty cổ phần xi măng Công Thăng, và ông Trần Phúc Dương, marketing công ty tiền hữu hạn MTV Phòng Phú Oppo. Trên công viên áo dài của chủ đề áo dài của chúng ta đồng với số lượng 300 của thế giới với 17 của chúng ta của người dân trong nước đến từ Hà Nội, Huế và thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn chúng ta chú ý một tiềm năng văn hóa. Chuyện gì được nhắc nhiều nhất trong ngày hôm nay? Có chuyện gì xảy ra không ơi? Rồi gửi tin nhắn đến tổng đài 677 theo cú pháp NE dấu cách ngày tháng sinh tiết niên gửi về 677. Ví dụ bạn sinh ngày 15 tháng 8, sẽ tin NE dấu cách 1508 gửi về 677. Ebola là siêu bão Katrina. Quốc có một Việt Nam và có 19 một vị hoàng anh gia lai Katrina TNT sẽ lên sân khấu để nhận ký hiệu chương. Xin chân trọng kính mời.